Hello, xin chào các bác. Vâng, em có một kiện hàng và đây là một chiếc máy chơi game bằng tivi với giá chỉ có chưa đến 200 nghìn nhá. Thì các bác cũng được biết đấy, bây giờ là nghỉ hè của các cháu học sinh và thời điểm hiện tại thì các cháu không thể đi chạy hè hay là đi chơi, gia đình chưa thể chơi đâu được bởi vì tình hình dịch bệnh diễn ra khá là phức tạp. Thế nên là cái vấn đề là cho các cháu ở nhà chơi là chính, học và thêm rồi các thứ thì cũng gần như là không được, chỉ ở nhà các phụ huynh dạy cho cháu thôi. Và đây là một món đồ chơi để cho các cháu giải trí ở nhà khá là hữu ích, là một chiếc máy chơi game. Và một chiếc máy chơi game nhá, đây này, coi như em mua có 192.430 đồng thôi. Tên nó là bộ máy chơi game Pacuity PK02 USB 620 game và phụ kiện. Có nghĩa là đây là đây, đó, cho nó xem hình nhá, thì là cái này em thấy rất là phù hợp, đó, phù hợp cho các cháu chơi ở nhà bởi vì chơi điện thoại bây giờ nó rất là hại mắt. Chơi điện thoại hay chơi thậm chí là cái máy này nó nhỏ và rất là mắt, và chơi cái này thì chúng ta có thể chơi, các cháu có thể chơi được 2 người, có thể là bố mẹ chơi cùng hoặc có thể các bạn bè và anh chị em trong nhà chơi cùng với nhau đó. Thì em thấy cái này ở trên này, em cứ tìm ở trên Shopee là cụm từ là Pau Kidi ấy thì nó ra cái này, em thấy rẻ quá nên em đặt về có 180 mấy nghìn thôi, cả tiền ship về mới là 100 100, cả tiền ship về đây ấy, thì nó mới là 192 nghìn đó, cả tiền ship là 192 nghìn nhá. Ở đây này thì hôm nay em đặt cả một chiếc máy chơi game có chức năng nghe nhạc rất là hay nữa, nhưng mà rất là tiếc là gì ạ, là rất là tiếc ấy, là bọn nó giao hàng rất là khấm. Có nghĩa là em nhận được gói hàng, 2 gói hàng cùng một lúc ấy, trong đó gói hàng này thì nó to như này, còn cái máy chơi game kia thì nó bé tí, và em xem review ở trên YouTube của các bác nước ngoài ấy, thì to lắm. Thì em sờ sờ bên trong nó chỉ là cái tay game thôi mà em không lấy, rất là tiếc nha. Rồi nhỉ, để xem lại cái đơn hàng nào. Đây này, cái đơn hàng máy chơi game này, máy chơi game này chơi được GBA giá hơn 500 thôi. Đây thì về review các bác xem luôn, nhưng mỗi tội là nó gửi hàng cho em nhưng mà sờ bên trong thôi. Nó như là chỉ là cái tay này, nó chỉ là cái tay thôi, em không lấy. Cái này khá là hay nhé, bởi vì cái này có thể nghe được nhạc lóc lép, vừa là máy nhạc vừa máy là phim vừa là chơi game đó. Rất là tiếc là sau đấy tìm bằng được cái sẽ mua này vào review nhá. Còn cái mà em mua đây này, nó là cái này này, đâu nhỉ, nó là cái này này, đây nó là cái này nhá, đó và nhá, bao cái đi giá có 183 nghìn thôi, cả tiền vận chuyển là 192 nghìn đó. Nó cái này này, đó nhìn đâu, đó cái này cắm vào tivi và có thể chơi được 2 người bằng tai nghe không dây, đó có à, bây giờ mình bằng tay cầm không dây, đó các bạn nhìn nha, đó rất là xịn, trông rất là xịn, là chơi game nét thôi, nhưng tích hợp 620 game, đó hộp full box đầy đủ như này. Thì bây giờ em thử mở hộp xem nó như nào nhá, các bác cùng xem nhá, đó. Và đóng gói ở Trung Quốc thì cơ bản thôi, nó vẫn là một chiếc hộp, một chiếc túi màu xám như này, đó và còn nguyên nhá, các bạn nhìn nhá, nhìn nhá, bây giờ em sẽ bóc vào nhá. À, đó, hình ảnh của cái hộp đây. Chị bóc một tí rồi nhưng không sao. Đây, đây nha. Đó, đúng hình ảnh của cái hộp chưa? Đó. Cái này đã bị bóc bung một tí này. À, trên cái hộp rất đơn giản thôi, chúng ta có thể nhìn thấy là hai cái tay như này các bạn này. Hai cái tay của đấy giống giống như này này. Giống giống cái máy Pocket PC luôn, hai cái tay dạng cái tay truyền, cái tay của cái Pocket computer ấy, của FC ấy, của Nintendo ngày xưa ấy. Đó, hai tay này và cái thiết bị chính là cái cẩu bên này, chúng ta cắm vào cái này, sau đó chúng ta cắm cái AV vào TV. Đây là xuất là AV nhá, xuất AV này, tích hợp sẵn là 620 game và tay cầm là không dây này, tay cầm không dây luôn nhá. Đó, à, sử dụng là 2 cục pin 3A cho một tay cầm. Đó, tên của nó là Super Mini TV Game Box. Thì ở trên này ấy, có lẽ là thực ra cái hãng Paukidi này, cái hãng Paukidi nó rất là nổi tiếng thiết bị game dạng của Trung Quốc ấy, thiết bị gọi là máy game của Trung Quốc. Các bác được biết là Paukidi rất nhiều thiết bị. Đây cái này nó lấy tên là Paukidi, chắc em nghĩ là lấy để dễ bán thôi, chứ đây không phải thiết bị của Paukidi bởi vì không có một thông tin của Paukidi nào ở đây. Đó, không có thông tin nào này. Bên này thì có cái cảnh mà sử dụng, cái hướng dẫn sử dụng này. Đó, lắp pin như nào ở đây. Đó, phía đằng sau này nó đương nhiên đằng trước này thôi. Đó. Đây ở bên này nhá, thì trong hộp nó có gồm một game box này và tay cầm này, tay cầm này, đây là hai cái này. Một cáp cắm ra, một cáp cắm ra AV này. Đó, USB cáp, ghi USB cáp cắm AV này đó, và sách hướng dẫn sử dụng. Thì em bây giờ em mở xem như nào nhá. Đây hộp rất là nhỏ gọn, đây nó chỉ bằng cái tay cầm như này thôi này. Đó, chắc tay cầm nó nhỏ hơn. Đấy nhá. Đó, rất là giảm hơn, chưa đến 200 nghìn một bộ. Đây. Đó, thiết bị đây nhá. Rồi một tay cầm này các bạn này. Đó, tay cầm rất là đẹp luôn, tay cầm một dạng không dây luôn, rất hiện đại nhá. Bây giờ các bác có mua cái Famicom computer ấy. Đó, Family Computer ấy, thì nó cũng giống tay cầm này mà có dây, đây không dây luôn. Đó, đầy đủ nút bấm nhá. Đó, bạn nhìn thấy này. Đó, à, nút bấm khá cứng, nút bấm này không được mềm mại, không được mềm như cái nút bấm này, cứng lắm. Đó, này chúng ta có thể lắp được hai pin 2A này, thì em sẽ lắp thử. Hai pin 3A nhá, thì em sẽ lắp thử và chơi thử xem như này.
Tay cầm đây. Đây, một cái tay cầm nữa đây. Đó. Đây này. Đây là cái thiết bị chính này, nó nhỏ gọn như này thôi. Đó, nhỏ gọn như này này. Đây chúng ta sẽ cắm vào nguồn USB. Cắm vào nguồn USB nhá, 5V và sau đó là AV ra ở đây. Thì nó tặng theo một cái dây AV này. Dây AV này là dạng dây AV 2.5 chứ không phải 3.5 nhé, tương tự như là cái dây AV của cái này. Đây này. Đó là chỉ là đầu 2.5 thôi, nó là khó kiếm mất là khó mua hết này. Dây AV 2.5 này, nó là nhỏ xíu này. Đó chứ không phải 3.5, 3.5 thì dây AV 3.5 rất là dễ. Dây AV 2.5 là hiếm có luôn. Đó, thiết bị đơn giản như này thôi. Đây, không có thẻ nhớ gì cả nhỉ. Chỉ có một cái TV ảo đây này. Để xem có thẻ nhớ nhé. Thường thường là những cái thiết bị mà nó như này em nhớ là như có thể nhớ. Nó có một số thiết bị cắm thẳng trực tiếp vào cổng HDMI. Thiết bị đắt hơn một chút, khoảng hơn 300 ấy. Thì em sẽ mua về review sau, và đây là thiết bị rẻ nhất. À, đây là thiết bị giống như là cổng sạc USB thôi, nhưng mà về sau không có gì cả. Nó rất đơn giản như này thôi, nó có cái mạch nhỏ xíu. Bây giờ gọi là công nghệ điện tử hiện đại rồi. Ngày xưa là một cái máy to tướng này. Sau đó là chúng ta phải cắm một cái băng vào chơi. Nhưng bây giờ tích hợp 600 game trên một cái dạng USB bé tí này. Và tay cầm là không dây nữa. Ok, bây giờ em sẽ cắm vào TV và chơi thử cho các bác xem nhá. Đó, rất là dễ dàng thôi, cái này cắm vào cổng nguồn và cái này cắm vào AV nhá. Trước tiên nhá, thì em phải lắp pin đây, lắp pin 23 như này. Đây rồi. Và cái tay cầm trước này. Không biết có đèn báo gì không. Đó, pin này là pin sạc đã được nhá. Đó, pin này là pin của em là pin sạc đã được này. Đó, pin này em chơi chán này lại sạc lại em chơi 1100 mAh này. Đó. Chơi pin sạc này thì không phải suy nghĩ việc mua pin, rất là tiết kiệm. À không, hình như là không có đèn sao đấy. Không có đèn. Lắp vào thôi. Đây nha. Nó giống giống như là cả cái tay cầm giống như cái tay cầm gì à? Giống như cái tay cầm của cái thảm nhảy ấy. Nhưng thảm nhảy là dùng hồng ngoại. Còn cái này là hình như là dùng sóng không dây, sóng radio. Đây này. Nó có đèn sáng đấy nha. Nó có đèn sáng đấy các bạn này. Hình như là đôi này hết pin rồi sáng. À có đây. Nó đấn nó sáng này. Ok, kết nối được rồi. Bây giờ trên TV nhá. Trên TV thì chuyển AV này. Với lại AV1, AV2 nhỉ. Hình như là AV2 này. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đây nha. Tay cầm này. Không phải tay nào, tay bột. Đó. Thì trên này có nhiều game này. Quan tra 12 in 1 này. Đó, bây giờ không đây luôn. Super Quantra 24-1 này, Zaka này, Kage này, Super Mario Bros này, Super Mario này, Mario 14 này, Dr. Mario này. Đó, Rasantech này, nó chưa toàn những game nét rất là hot. Cái này cho các cháu chơi và các cháu sẽ biết là ngày xưa bố và các chú là thế hệ và 8X cực đầu 9X chơi những game gì, đúng không? Thực ra là chơi những game này rất đơn giản, rất là vui. Nhưng game bây giờ thì khó chơi hơn, mặc dù đồ họa rất đẹp. Thế chơi những game này, em là thuộc thế hệ đầu từ 9X là em gọi là nghiện những game này. Nó không giống như ở trên cái máy này, này nó không có này. Game Boy, game biết nhưng mà em cũng chỉ chủ yếu là chơi game net thôi. Đó. Bây giờ em sẽ vào con trai nhá. Ở cái này không biết là phân biệt là tay này là tay 1, của tay là tay 2, nó không lấy dấu ở đây. Đó, nhưng mà tay nào là chúng ta. Thế như là cái này này, cái này là được, là cái này không này. À, cái này chắc là tay 2. Đó, các bạn nghe âm thanh của thử không? Đó, tích 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 tích. Đúng không? Đấy nhá. Đó. Chơi một giờ trước nha, bởi vì không hai người ở đây. Thằng cu đang nghỉ hè cho ông nội rồi. Đó. Ôi, đồ họa hơi chán. Đồ họa có vẻ như không đẹp lắm này. Quay cho các bạn lại nhé. Đó, đồ họa có vẻ như không đẹp lắm. Nhưng không sao, hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta chơi HDMI hết rồi. Đúng không? Cái này không được đẹp bằng những cái đấy được. Đó, đây à. Đó. Đó. À, ở hai lúc này cùng lúc này. Ở hai lúc này cùng lúc sẽ thoát ra nhé. Ấn Select và Start cùng lúc này. Đó, tại vì ngày xưa chơi trên cái máy Famicom ấy, thì nó có nút reset luôn. Nhưng mà nếu mà bây giờ muốn reset thì đơn giản thôi. Ấn hai lúc này cùng lúc thì nó sẽ thoát ra, chúng ta chọn lại game. Bây giờ em thử lại lệnh cho nó được không nhé. Đây này, thử lại cái lệnh quả trai này. Đây sẽ là gì nhỉ? Lên, lên, xuống, xuống, trái, phải. Trái, phải. Bắn này. Hình như vậy sao nhỉ? Mà xin 30 mạng ấy. Đấy, 3 mạng. Đó, lâu lắm rồi vẫn nhớ. Riêng cái này không lập lên được. Đó, 4 huân chương luôn.
Đó, ba mươi mạng nha. Đó thế ha. Đó, xin ba mươi mạng chơi thật bô luôn. Đó, chơi thử hai người nhá. Hai người dùng hai tay như thế này. Đó, xin ba mạng nó hay này. Lên, lên, xuống, xuống, bắn, bắn này. Ôi, lại ấn nhầm rồi. Lại này. Ấn hai người nhá. Không phải xin ba mạng, ấn hai người thôi. Đó. Đây, hai người nhá. Xem được không nào? Chơi được hai người nó mới vui. Đúng không? Đó. Đó, coi đây. Đó. Chơi được hai người này, đó coi được không? Đủ chạy này. Đó. Tôi có vị nhá. Chơi rất là hay luôn, chơi được hai người. Đó, chơi nó khác rồi thật nhá. Cái game KG lại nhiều người chơi này, em được chơi này. Tất cả là bao nhiêu trang? Đó là 620 trang. Gồm 620 game. Chắc chắn là nó sẽ không lặp lại đâu, bởi vì cái thằng này nó làm lặp lại ở trong một cái game nó làm lại rồi. Thế nên rất là nhiều game để người ta chơi luôn. Rất là nhiều game cổ ngày xưa ấy, đủ để chơi luôn. Đó, một chút xíu rồi mà tích hợp như vậy, chưa tới 200.000 thì để cho chúng ta cũng giải trí một cái cháu quá tuyệt vời luôn, đúng không các bác? À, đồ thi công này. Đó. Thôi vào lại nha, vào lại. Tí sẽ lại lần nữa này. Để vào từ Mario cho này. Đây. Đồ họa của cái này là AP này, nhìn nó không đẹp lắm. Có cái bầu trời màu xanh nhưng mà bây giờ thành một tím mẹ rồi. Mấy đứa phải mua cái HDMI mới được. Đồ họa này không đẹp lắm đấy nhá. Nhưng mà ta chơi được khá, coi như này. Đó. Ngày xưa chúng ta có cái máy Famicom hay là gọi là Family Computer ấy, thì chúng ta cái máy rất là to, mấy anh em sẽ mua một cái gọi là cái sách nhưng giống giống cái như thế để review nhá. Thì cái đấy chúng ta phải mua băng rồi chúng ta cắm mỗi băng ra chơi game, hoặc là về sau nó có những cái băng tích hợp nhiều game ấy, hoặc là chúng ta chơi tốn kém và cồng kềnh. Bây giờ chúng ta chỉ cần một USB và thậm chí tay cầm không dây thôi, cái này có nghĩa là sửa xa được tầm khoảng 10 mét thì cũng được Bluetooth đấy, em nghĩ là vậy. Mà không, chúng ta ngồi gần lại được này, không có dây rất là tuyệt vời đúng không? Đó, đơn giản như vậy thôi, lắp ráp rất là dễ các bác nhá. Đó, cái này thì chỉ có đây này các bác nhá, nhìn lại nhá. Cái này chỉ có bao nhiêu nhỉ? 192.000 cả tiền vận chuyển về Việt Nam và mua hết một tuần. Và bạn nào đang muốn chơi cái game, cái máy này để cho các cháu ở nhà chơi cùng với nhau ấy, trong lúc mình nghỉ hè và nghỉ dịch đấy, thì là cũng giải trí cùng với nhau rất là vui. Bởi vì ngày xưa cái thời điểm bác nào xem cùng em cái này, cái thời điểm các bác là 8x hoặc đầu 9x, các bác cũng được biết là chơi này đông người rất là vui, tranh nhau để chơi. Và cái game này nó rất là đơn giản, rất là phù hợp cho các cháu tầm khoảng 6-7 tuổi, 5-6 tuổi cũng chưa thể chơi được. Đó, thế nên là nếu mà các bác muốn mua thì các bác lên Shopee, hoặc các bác có một bên dưới em sẽ đưa link của cái sản phẩm này cho các bác mua nhé. Cái này thì chỉ là AV thôi, hình ảnh nó không đẹp. Và các bác comment vào nhiều yêu cầu thì em sẽ mua HDMI về thử. Cái HDMI thì khoảng rất đắt gấp đôi, khoảng 300-400 gì đấy. Đó, và các bác xem clip này thấy hay cho em một like và chia sẻ mọi người cùng xem. Subscribe kênh YouTube của em để theo dõi tiếp nha. Cảm ơn các bác xem clip, chào tạm biệt các bác.